độ phủ kém là hiện tượng màng sơn không che hoàn toàn nền màu bên dưới, dù đã thi công hai lớp sơn phủ, và thường gặp trên các màu sặc sỡ. Đặc điểm thường thấy đi kèm với sự cố độ phủ kém đó là dấu hiệu chồng mí rulo sẽ ra rất nặng. Các nguyên nhân thường gặp với sự cố độ phủ kém thường là pha loãng sơn hơn mức quy định trong quá trình thi công, màng sơn chưa đủ độ dày cần thiết, nền màu chưa đúng chuẩn chỉ định để lên màu cần thi công. Với sự cố độ phủ kém, việc khắc phục sẽ tùy vào tình huống nhất định. Nếu trường hợp màu thông thường, chỉ cần thi công thêm 1 đến 2 lớp sơn phủ không pha nước. Nếu rơi vào trường hợp màu sặc sỡ đặc biệt, cần dùng lớp sơn lót nền cho màu đặc biệt, trả lại nền chuẩn màu xám trước khi thi công lại các lớp sơn phủ. Với sự cố độ phủ kém, một số điểm nên lưu ý phòng ngừa trong quá trình thi công là luôn kiểm tra nền màu chuẩn trước khi thi công sơn phủ. Đối với các màu thông thường thì nền chuẩn thường là màu trắng. Đối với các màu đậm đặc biệt, nền chuẩn sẽ là nền màu xám và có 6 cấp độ từ nhạt đến đậm. Hạn chế pha nước khi thi công các màu đặc biệt.